bán hàng ai không muốn có khách hàng. Nhưng mà gặp khách hàng những cái đứa như thế này là em không bao giờ em muốn gặp nó lại một lần nào nữa. Cho nghĩ sao vậy, đi lừa đảo trắng trợn luôn. Chị ơi em đặt nhà chị mấy mấy hộp kem luôn, 740 mấy ngàn, chị giao cho em có một hộp à, rồi chị chuyển tiền cho em nghe. Dễ ăn lắm. Tôi thấy trên TikTok quá trời luôn rồi, đi lừa đảo quá trời. Cũng cái nick cái TikTok này nè mấy chị, cũng cái gương mặt này nè, cũng cái tên bé Lê bây giờ nó đổi thành KT, không biết mai mốt nó đổi thành cái gì nữa thì em không biết nha. Sau khi mà nó dí em không được thì bây giờ nó chuyển qua nó hủy kết bạn với em rồi. Đây là gương mặt đại diện là em cho mấy chị xem nha, để mấy chị bán hàng online trên TikTok né nó ra nha. Ngày hôm qua là 23 tháng 7 nó lên trên giỏ hàng em, nó đặt tổng cộng 6 món với cái đơn hàng là 745.000 bằng hình thức là Momo. Sau đó là 2 phút là 11 giờ 37 phút nó qua bên giếp lầu của em, nó nhắn với em liền, nó nói chị ơi tại sao chị gửi hàng thiếu cho em, bây giờ chị trả tiền lại cho em đi, chứ chị có gửi hàng lên em nhận không được tại vì em bị kẹt, em đi công chuyện em nhận hàng không được. Trời ơi là trời.